Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Khi các đội bóng lớn ở giải Ngoại hạng Anh đối đầu nhau luôn tạo ra những nhịp cầu mãnh liệt làm cho những khán giả trên toàn thế giới không thể rời mắt. Những trận đấu gay cấn xuyên suốt những mùa giải vừa qua để lại cho những khán giả nhiệt thành rất nhiều cảm xúc đan xen từ thất vọng đến vui sướng vỡ òa. Mở đầu cho những trận đấu đó là trận Man City với Tottenham ở mùa 2013-2014. Sau pha chuyền về bất cẩn của hậu vệ Tottenham làm cho thủ môn Hugo Lloris phải phá bóng ngay trên phần sân nhà, Thiago theo bản năng chớp lấy thời cơ tung ra cú sút về khung thành. Nhưng thủ môn Hugo Lloris đã xuất sắc cản phá, thực hiện một cú sút ảo diệu với kỹ thuật rất khó đưa trái bóng đến góc chết khung thành và 1-0 cho Man City ngay phút đầu tiên. Tottenham dồn lên tấn công và tạo ra đường bóng thật sự nguy hiểm với pha căng ngang rất khó chịu từ bên ngoài biên. Thủ môn Man City phá bóng không an toàn và bóng được đưa đến chân của Lamela. Anh thực hiện pha đệm lòng thật sự khó chịu đến góc xa. Nhưng có sự phòng thủ xuất sắc của hậu vệ Man City nên họ đã không phải vào lưới nhặt bóng. Pha ban bật đẹp mắt ở trước khung thành của Man City đã đưa Aguero đối mặt với Hugo Lloris, bóng qua đầu thủ môn. Nhưng với sự xuất sắc của mình, Hugo Lloris đã cản phá thành công. Cầu thủ Tottenham đã ngã trong vòng cấm của Man City nhưng không mang về một pha penalty nào. Pha xoạc bóng của hậu vệ Tottenham trước mũi giày của Nasri ngay trước khung thành Lloris đã giúp cho đội nhà tránh được bàn thua 10-10. Tottenham được hưởng một pha đá phạt từ xa nhưng mà không hề gây nguy hiểm cho Man City. Tottenham tiếp tục tấn công nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với họ. Man City triển khai tấn công cực kỳ sắc nét ngay trong vòng cấm Tottenham. Đối mặt Lloris nhưng vẫn bị cản phá và quả bóng đến trước mặt tiền đạo số 9 của Man City. Anh đã không bỏ lỡ nó và mang về bàn thắng thứ hai cho Man City ở phút 34. Trước khi hiệp 1 khép lại, Aguero đã ghi tên mình lên bảng điện tử sau pha căng ngang của Jesus Navas với cú đặt lòng đơn giản khép lại hiệp 1 với tỷ số 3-0 nghiêng về Man City. Bước sang hiệp 2, ngay phút 50, tỷ số đã là 4-0 dành cho Man City sau pha phối hợp đơn giản giữa Yaya Touré và Aguero. Nasri tung ra cú sút chổi xa ngang trước sự bất lực của thủ thành Lloris. Phút 55, với pha xoay sở cực kỳ khéo léo của tiền đạo Man City trước vòng cấm Tottenham, và anh đã tung ra cú sút không thể cản phá làm Lloris phải 5 lần vào lưới nhặt bóng. Hai đội liên tục thay nhau uy hiếp khung thành đối phương nhưng bàn thắng tiếp theo vẫn chưa đến. Sau pha chuyền dài vượt tuyến của James Milner, hậu vệ Tottenham đã luống cuống phá bóng trượt tạo cơ hội cho Navas ghi bàn thứ 6 cho Man City phút 90+2 của trận đấu. Chiến thắng thuyết phục 6-0 của Man City và là trận thua đầy muối mặt của Tottenham. Manchester United Liverpool mùa giải 2021-2022. Sau đường chọc khe thuận lợi của Fred, cầu thủ người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo băng xuống rất nhanh, phối hợp 1-2 với Rashford trước khi dọn cổ cho Bruno Fernandes, nhưng mà đáng tiếc anh ta lại không thể tận dụng cơ hội thuận lợi này. Bóng được đưa đến chân Salah và anh đã kiến tạo thuận lợi cho đà băng xuống của Keita đối mặt với De Gea. Anh đặt lòng đơn giản đánh bại De Gea, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0 ở phút thứ 6 của trận đấu. Những phút sau của trận đấu, cả hai đội thay nhau gây ra những tình huống nguy hiểm về khung thành đối phương. Nhưng thật không may cho cả hai đội khi bàn thắng vẫn chưa đến. Khi
Nikita có được bóng ở trước vòng cấm Manchester United sau sự không hiểu ý nhau của Luxor và đội trưởng Harry Maguire. Anh truyền bóng xuống biên cho Alexander Arnold thực hiện pha căng ngang vào trong. Với bản năng sát thủ trong vòng cấm của mình, Jota dễ dàng giúp Liverpool nâng tỷ số lên thành 2-0 phút 13. Thủ môn De Gea xuất sắc cản phá cú dứt điểm sau pha bứt tốc nhanh như chớp của Salah từ giữa sân. Ngay sau đó, một pha lộn xộn trước khung thành David De Gea. Pha dứt điểm của Salah được chặn bởi Harry Maguire, nhưng bóng lại được chuyển hướng xuống đúng vị trí Mane đang di chuyển và một đường căng ngang được thực hiện. Tỷ số đã là 3-0 dành cho Liverpool được thực hiện bởi Salah, cú đệm lòng cận thành ở phút 38. Trận đấu ngày càng căng thẳng và Cristiano Ronaldo không giữ được bình tĩnh. Anh đã có một tình huống không mấy đẹp đẽ đối với cầu thủ Liverpool. Và sau đó trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt với những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ Manchester United. Hiệu quả của việc không giữ một cái đầu lạnh của các cầu thủ Manchester United là bàn thắng của Mohamed Salah phút 45+5 sau pha kiến tạo đơn giản của Jota. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 4-0 nghiêng về phía các cầu thủ Liverpool. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Man United vẫn quyết liệt vào bóng làm cho các cầu thủ rất khó để triển khai lối đá của mình. Sau pha chọc khe vô cùng điệu nghệ của tiền vệ bên phía Liverpool sẽ toạc hàng hậu vệ chậm chạp của Manchester United cùng với tốc độ bứt phá như một chiếc công thức 1. Mohamed Salah đối mặt với David De Gea, chỉ với một pha lốp bóng tinh tế đã giúp cho Mohamed Salah đem về cho mình một pha hat-trick không tưởng trong trận cầu lớn ở phút 50 của trận đấu với tỷ số đã là 5-0. Sau pha chuyền dài, quả bóng được hướng đến Cristiano Ronaldo. Với sự đẳng cấp của mình, anh đảo chân qua hai hậu vệ của Liverpool, đẩy bóng tạo đà quen thuộc và quả bóng đã bay vào lưới với pha dứt điểm bằng chân phải không có điểm chê. Quá gọn gàng và tinh tế với cầu thủ đã 38 tuổi. Nhưng thật không may cho Manchester United khi Cristiano Ronaldo đã đứng ở vị trí việt vị sau khi trọng tài xem lại VAR và bàn thắng đã không được công nhận. Thẻ đỏ hoàn toàn xứng đáng với pha vào bóng ác ý bằng gầm giày của Paul Pogba. Manchester United được hưởng pha đá phạt, nhưng vận đen vẫn bám theo các cầu thủ nửa đỏ thành Manchester khi Edinson Cavani đệm bóng trúng sàn ngang khung thành đối phương. Vừa rồi là tổng hợp những tình huống mà các đội bóng lớn bị thua muối mặt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào!